Nhát chữ gió nói này tâm tán chỉnh chứ đây là cao chuẩn vội tôi tắt trao đổi ngôn ngữ sử dụng mạng xã hội chuẩn là chó chuẩn cao chuẩn nói cao chuẩn nói chào chuẩn là bằng đến tôi thông minh đến tôi thông minh sử dụng là mạng xã hội ví dụ Facebook Zalo của Việt Nam tôi học tiếng Việt tôi có thể học tập nói cao chuẩn vôi tôi tắt của trao đổi nông nước chấp chuẩn sử dụng mạng xã hội sử dụng tên tuổi thông minh hôm nay bây giờ tôi có thể nói câu chuyện sử dụng nói về chủ đề sử dụng tên tuổi cùng sử dụng giọng nói không thể xem mắt không thể xem cùng sử dụng giọng nói chúng ta có thể trao chuyện và mang xã hội sử dụng đến tôi thông minh tôi là quan trọng tôi là phương pháp quan trọng để cải thiện kỹ năng ngôi ngữ học tiếng Việt học tiếng Hàn tôi có thể dạy hoặc tôi có thể sử dụng tiếng Anh tiếng Hàn hoặc tiếng Việt trao đổi ngôn ngữ là trung cấp tôi là trung cấp tôi có thể nghe tôi có thể sử dụng tôi kỳ tôi có thể nói trao chuyện tôi có thể tôi nghĩ phương pháp trao chuyện về tôi tắt bám bị tập truyền là quan trọng vội tôi tắt trao đổi ngôn ngữ hôm nay tôi nói về sử dụng AI có thể trước tôi nói câu chuyện bằng mạng xã hội. Cảm ơn.
Nhạc từ xong rồi là tăng tăng tức chưa chè là cáo buồn mà tôi tất trả lời chứ mà là tổ sống gạo sống ngôi đồi tàu sống ngôi sao sống là doan đèn tuần con tên trời sống chỉ cô giữ lại sao ai chứ là Facebook Zalo của Việt Nam rồi ô gần tôi tôi thấy hút khéo người tàn vào sân của về tách quần đâu rồi lúc tôi còn xa quê mà xa hồi tiền tôi không chỉ hôm nãy tôi thân là cầu chuyện nói về chưa gọi theo dung dùng trong dùng nồi không hóa mà chúng ta có thể sao xuyên sao xuyên đúng không? Mang sau hồi đang tuổi là thông minh tôi là quan chiều à, tôi là sáng à, pháp quan sinh để cái cái thì nào lôi nhóm tôi thì ăn hốc tiền ảnh thì ăn hốc tiền ảnh à. Tôi có thể giải à, tôi có thể giữ tốc tiền ảnh tăng hàng là dũng cảm tôi là dũng cảm dũng cảm dũng cảm tôi là dũng cảm tôi có thể né tôi có thể dơ tôi đi tôi có thể nuôi trả cho em tôi có thể đi quản phố tạo dựng về tôi thắp tăng vị sắc xuân và quan xuân quê tôi tất chào tôi như nữ nữ hôm nay tôi nói về sự chuyện từ xuân là tôi tạo sinh là văn măng xào của văn măng xào.